Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023, sáng nay, nhiều cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đã tổ chức lễ kỷ niệm và trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Tại Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, các đại biểu tham dự buổi lễ đã cùng nhau ôn lại những mốc son đáng nhớ trong chặng đường 93 năm xây dựng và bảo vệ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Dịp này, Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho 4 đồng chí. Trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng và ba đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng, khen thưởng công tác đảng năm 2022 cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ của đảng bộ năm 2023 quyết tâm hoàn thành thắng lợi ba nhiệm vụ trọng tâm được ban thường vụ thành ủy giao đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng gắn với đồng hành cùng doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động